Ba Dũng tái xuất giang hồ, thúc Nghị húc đầu vào Tô Lâm hay kéo Nghị rời xa Thủ tướng Chính. Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi, ông Nguyễn Tân Dũng như chuốt bỏ được một gánh nặng. Còn Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Tân Dũng còn án treo, chỉ cần ông Dũng ra mặt thì ông Trọng sẽ tấn công. Giờ là lúc ông Nguyễn Tân Dũng dùng hết những vốn liếng mấy chục năm nay làm chính trị để mà ra mặt thiết lập thế trận mới. Hiện nay ông Dũng đã không còn quyền lực, ông chỉ có thể tận dụng những mối quan hệ cũ, mục đích là kết nối họ với Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết. Trước đây, phe miền Nam có hai nhóm lợi ích, đấy là nhóm Nguyễn Tân Dũng và nhóm Lê Thanh Hải. Vì bàn tay sắt của ông Trọng mà cả hai nhóm này đều bị đá văng ra khỏi vũ đài chính trị. Vì miền Nam không còn nhóm nào mạnh nên Trương Tấn Sang phải kết nối với nhóm Hà Tĩnh để tìm kiếm sự hậu thuẫn cho con ông sau này. Giờ đây Nguyễn Tân Dũng cũng không ngoại lệ. Ông ra mặt kết nối với các thế lực chính trị đương chức để tìm kiếm sự hậu thuẫn cho Nguyễn Thanh Nghị. Lẽ ra Nguyễn Thanh Nghị đã có chỗ dựa vững chắc là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng nay ông Chính đang bị Tô Lâm chiếu cố. Từ đây đến đại hội lần thứ 14, và hứa hẹn trận kịch chiến giữa ông chủ tịch nước kiêm quyền tổng bí thư với ông thủ tướng đương nhiệm. Thế lực của Tô Lâm rất mạnh, còn thế lực của Phạm Minh Chính vẫn là một ẩn số. Cuối năm 2020, Nguyễn Tân Dũng đã đặt cược vào Phạm Minh Chính, và lúc đó ông Dũng đã thắng. Ông Chính đã thắng Vương Đình Huệ để nắm chức thủ tướng. Từ đó, Nghị được Chính vớt từ thứ trưởng lên bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nếu không có sự nâng đỡ của Phạm Minh Chính, có lẽ Nguyễn Thanh Nghị đã bị đì ở ghế thứ trưởng, rồi sau đó có thể vào lò. Lần trước, ông Chính đối đầu với Vương Đình Huệ, cửa thắng của ông Chính là hơn 50%. Nhưng bây giờ, đối đầu với Tô Lâm, thì cửa thắng của ông Chính chỉ là dưới 50%, rất xa. Ngay ban bí thư mà ông Trọng thiết lập với rất nhiều ủy viên Bộ Chính trị mà vẫn không thể cản được bước của Tô Lâm, thì liệu cửa thắng của Phạm Minh Chính là bao nhiêu khi phải đối đầu với Tô Lâm đây? Lâu nay Nguyễn Thanh Nghị vẫn nấp dưới cái ô của Phạm Minh Chính, sắp tới lại là trận thư hùng không thể tránh giữa Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Nếu ông Nguyễn Tân Dũng muốn Nguyễn Thanh Nghị vẫn gắn chặt với các ông Chính, thì rõ ràng đây là canh bạc vô cùng mạo hiểm. Khi Tô Lâm tấn công Phạm Minh Chính, thì Tô Lâm sẽ tấn công vào thuộc hạ của những người xung quanh ông Chính trước. Liệu Nguyễn Thanh Nghị có đỡ nổi đòn đánh của Tô Lâm khi mà Nghị chỉ là một ủy viên Trung ương Đảng? Ngay cả Phạm Minh Chính cũng không dễ để đối đầu với Tô Lâm, nói gì đến Nguyễn Thanh Nghị nhỏ bé đây. Có tin đồn rằng ông Nguyễn Tân Dũng tái xuất giang hồ là để kết nối với Phạm Minh Chính thành thế lực mạnh trên chính trường, đối đầu với Tô Lâm. Nếu đây là ý định của ông Ba Dũng thì rõ ràng đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Bản thân ông Dũng có đầy vết chàm khi ông còn là thủ tướng, và Nguyễn Thanh Nghị cũng dính vết chàm sai phạm đất đai ở Kiên Giang vào những năm 2020. Chỉ cần Tô Lâm cho hồi tố thì cha con cựu thủ tướng chống đỡ thế nào được. Nếu sáng suốt, Ba Dũng nên khuyên Nghị rời xa quỹ đạo của thủ tướng Chính, bởi nếu xem Phạm Minh Chính là sinh mạng chính trị thì Nguyễn Thanh Nghị khó có cơ hội phát triển sự nghiệp, vì đến lúc này Phạm Minh Chính gần như không có cửa thắng. Chính trường ngày một nóng hơn, trận chung kết Tô Lâm Phạm Minh Chính cũng sắp diễn ra. Lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước lớn đã ngửi thấy mùi chẳng lành, tháo chạy tán loạn. Còn Nguyễn Thanh Nghị thì sao? Tháo chạy khỏi Phạm Minh Chính hay trụ lại, làm cánh tay đắc lực cho ông thủ tướng? Chưa biết cha con nhà Nguyễn Tân Dũng chọn cách nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Ba Dũng tái xuất giang hồ, thúc Nghị húc đầu vào Tô Lâm hay kéo Nghị rời xa thủ tướng Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Tổng Trọng mất, thủ tướng đối đầu sinh tử với Tô Lâm, Ba Dũng ra mặt cứu cậu cả Nghị. Đến với đám tang ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tân Dũng là cựu thủ tướng đã không thể kìm được niềm vui với nụ cười mãn nguyện. Ông Trọng chết đi thì ông Dũng gỡ được mối lo lớn, lo rằng ông Trọng cho hồi tố những sai phạm thời ông còn làm thủ tướng, lo ông Trọng bới móc sai phạm của cậu cả nhà ông. Và năm 2020, Nguyễn Thanh Nghị
từng bị ông Trọng đưa lên thớt và cho giáng chức từ bí thư tỉnh ủy xuống thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, thời của Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa hết. May cho Nghị là Phạm Minh Chính sau đó tiếp quản ghế thủ tướng, nên Nghị trở lại đường đua với vai trò bộ trưởng. Lẽ ra, ông Trọng chẳng cần phải quan tâm đến một bộ trưởng đáng tuổi con cháu của ông. Nhưng Nguyễn Thanh Nghị, Nghị chưa thể làm được gì khiến ông Tổng Bí Thư phải ra tay, mà Nghị lại bị ông Trọng xăm soi chỉ vì Nghị là con của Nguyễn Tấn Dũng. Là con của cựu Thủ tướng Nguyễn Thanh Nghị, hưởng lợi không ít từ các lý lịch hạt giống đỏ. Nhưng đồng thời, Nghị cũng khốn đốn không hề ít vì là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nay ông Trọng đã chết, nên cả cha con ông Nguyễn Xuân Dũng như thoát được kiếp nạn. Mới đây nhất, ông Dũng đã xuất hiện trở lại ngay tại ngày lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ anh hùng rừng sát Cần Giờ do chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Điều này cho thấy Nguyễn Tấn Dũng đang thực sự trỗi dậy. Ông Dũng rất muốn gặp lãnh đạo hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh để mà gửi gắm cậu con trai út Nguyễn Minh Chiết, nhưng lâu nay ông không dám ra mặt công khai. Còn nhớ vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, ông Võ Văn Thưởng, khi đó là thường trực Ban Bí thư, vào Sài Gòn để tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9. Chuyến đi này, ông Thưởng đem theo Nguyễn Minh Chiết như là cách để tạo điều kiện kết nối với các lãnh đạo thành phố cho cậu con trai út, ông Nguyễn Tấn Dũng. Giờ đây, sau khi ông Trọng đã chết, Nguyễn Tấn Dũng quyết định bước ra ánh sáng để vận động cho hai người con của ông trên con đường chính trị chăng? Ông Nghị đang là bộ trưởng, tuy nhiên với kinh nghiệm chính trường thì Nghị còn thua rất xa người cha của mình. Ông Dũng từng là đối thủ ngang ngửa với ông Trọng, thậm chí từng trên cơ, nên ông có đủ kinh nghiệm và mưu mẹo để hướng cho hai người con của ông đi trên con đường nào là tốt nhất. Từ năm 2021, Nguyễn Thanh Nghị ẩn nấp dưới cái bóng của Phạm Minh Chính. Phạm Minh Chính là chân trụ dẻo dai nhất trong tứ trụ, nên Nghị vẫn còn an toàn ngồi ở ghế bộ trưởng. Giờ đây, thế trận đang đẩy Phạm Minh Chính phải bước vào cuộc chiến sinh tử với Tô Lâm, thì Nguyễn Tấn Dũng sẽ chọn hướng đi nào cho con trai của mình. Làm sao để vừa không mất lòng Phạm Minh Chính, vừa không gây thù chuốc oán với Tô Lâm? Đây là canh bạc không hề dễ. Có lẽ Nghị không đủ khả năng để giải quyết mà cần phải có bàn tay của ông Ba Dũng sắp xếp. Những tháng gần đây, ông Phạm Minh Chính có chiều hướng gia cố nhóm Thanh Hóa để cân bằng quyền lực với nhóm Hưng Yên. Cụ thể, ghế phó thủ tướng cuối cùng được ông Chính ưu tiên cho ông Lê Thành Long, là đồng hương Thanh Hóa của ông, mà không trao cho Nguyễn Thanh Nghị. Nhưng có lẽ đây là điều tốt cho Nguyễn Thanh Nghị, bởi lúc này Nghị cần phải rời xa quỹ đạo của Phạm Minh Chính. Nếu giữ quan hệ quá gần với Phạm Minh Chính, có khi Nghị sẽ bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử với Tô Lâm. Có vẻ như cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang muốn kết nối với các nhóm miền Nam để bàn chuyện lớn chăng? Bởi dưới bàn tay của ông Trọng, các nhóm miền Nam đã tan tác, không còn cơ hội để tranh hùng, tranh bá với các nhóm lợi ích ngoài Bắc nữa. Và đây có lẽ cũng là nơi ẩn nấp đáng tin cậy hơn cho hai người con trai của ông cựu Thủ tướng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Trọng mất, Thủ tướng đối đầu sinh tử với Tô Lâm, Ba Dũng ra mặt cứu cậu cả Nghị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.